Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Công an Hà Nội điều tra, truy bắt đối tượng trong vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong. Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng nổ súng làm một cô gái trẻ tử vong tại quận Long Biên. Trước đó, vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố nhận được tin báo một người phụ nữ bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là TQH, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định khoảng 19h30 ngày 2 tháng 7 năm 2024, chị H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2024 cùng ngày, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức, rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, Hoàng Kiếm, Hà Nội, rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H. Cả ba lên xe ô tô, mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng dùng súng bắn về nhóm của chị H. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2024, các đơn vị trong công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2024, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự đầu thú. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng Đinh Xuân Sáng để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố yêu cầu đối tượng Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu biết thông tin về đối tượng trên và ô tô Hyundai Accent màu trắng, biển kiểm soát 90A18039 do đối tượng sử dụng, đề nghị người dân cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ Hoàng Thế Hiển, đội trưởng đội trọng án, số điện thoại 0983304879 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiết lộ địa điểm bắt giữ nghi phạm bắn cô gái trẻ tử vong khi đi dự tiệc sinh nhật bạn. Ngày 5 tháng 7, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội vào rạng sáng mùng 3 tháng 7. Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, nghi phạm bị bắt tại một tuyến đường giao thông thuộc tỉnh Hà Nam. Lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về Hà Nội để phục vụ điều tra, đồng thời tiếp tục truy bắt những nghi phạm còn lại. Như báo Người Lao Động đã thông tin, theo thông tin ban đầu, tối ngày 2 tháng 7, tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cô gái QH, sinh năm 2002, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, đi dự sinh nhật bạn. Đến rạng sáng mùng 3 tháng 7, H bất ngờ bị một thanh niên trong nhóm được mời đến sinh nhật, dùng súng bắn vào chỗ hiểm dẫn tới tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Hiện cơ quan chức năng đã triệu tập một số người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy bắt nghi phạm. Trước đó, vào ngày 4 tháng 7, theo nguồn tin, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ một cô gái trẻ bị bắn dẫn tới tử vong vào rạng sáng mùng 3 tháng 7. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 2 tháng 7, tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cô gái QH, sinh năm 2002, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội đi dự sinh nhật bạn. Đến rạng sáng mùng 3 tháng 7, H bất ngờ bị một thanh niên trong nhóm được mời đến sinh nhật, dùng súng bắn vào chỗ hiểm dẫn tới tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Hiện cơ quan chức năng đã triệu tập một số người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy bắt nghi phạm.
Sự kiện này phản ánh một vấn đề nghiêm trọng về an ninh và trật tự công cộng trong các buổi tiệc tại các thành phố lớn như Hà Nội. Những vụ xung đột có sử dụng vũ khí như súng gây ra sự lo ngại về mối đe dọa đến an toàn cộng đồng và văn hóa ứng xử trong các hoạt động xã hội. Việc sử dụng súng trong vụ việc là một biện pháp cực kỳ nguy hiểm và khủng khiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người thân và xã hội nói chung. Lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triệu tập các nhân chứng, những người liên quan để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ án. Việc này cho thấy sự nghiêm túc và quyết liệt trong xử lý các vụ việc có liên quan đến vũ khí và bạo lực. Nó cũng làm nổi bật vấn đề của việc kiểm soát vũ khí và giám sát các hoạt động xã hội để ngăn chặn những biến cố bất ngờ như vụ việc này. Lời khai rùng rợn của nghi phạm gây án mạng ở Cà Mau. Tối mùng 4 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ và tiếp tục lấy lời khai đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, thừa nhận thực hiện hành vi giết người 3 người tại ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Danh tính 3 nạn nhân trong vụ thảm án được xác định là ông PVS, 69 tuổi, chị PLK, 38 tuổi, con gái ông S, hiện đang mang thai, và bà TTP, 68 tuổi, vợ ông S. Lý do gây ra vụ thảm án được Khoa khai nhận do mâu thuẫn trong gia đình khi sống chung với cha mẹ vợ. Đỉnh điểm mâu thuẫn vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ, tử vong, rồi dùng hung khí sát hại cha vợ. Khoa còn khai nhận sau khi sát hại cả nhà vợ, đối tượng đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Người phát hiện ra sự việc là chị PTV, con gái vợ chồng ông S và bà P. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, chị PTV từ thành phố Cà Mau về thăm gia đình tại ấp Láng Cùng, xã Thành Phú. Sau nhiều lần điện thoại mà không có ai nhấc máy, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị PTV đã về nhà cha mẹ để kiểm tra. Sau khi nhờ hàng xóm phá cửa, chị V cùng mọi người phát hiện ông S và con gái đang mang thai là chị K, 38 tuổi tử vong trong phòng ngủ, còn bà TTP tử vong tại vuông tôm cách nhà khoảng 50 mét. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phan Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Cái Nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định các nạn nhân tử vong nhiều ngày trước đó. Tiến hành lấy lời khai của những nhân chứng liên quan, cơ quan điều tra ghi nhận được thông tin nạn nhân thường ở trong nhà, ít khi ra ngoài. Trong quá trình làm việc và sàng lọc các đối tượng, nổi lên một đối tượng nghi vấn, đó là Bùi Vũ Khoa. Đối tượng này đang sống như vợ chồng với chị PLK, 38 tuổi, là con gái cũng bị giết cùng với cha mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện sự việc, Khoa không có mặt tại địa phương. Từ thông tin trên cùng các nguồn tin khác do người dân cung cấp, cơ quan công an điều tra cảnh sát Cà Mau khẳng định Bùi Vũ Khoa là nghi phạm chính của vụ thảm án. Ngay lập tức, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm. Quá trình truy vết nghi phạm, một tổ công tác đã phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 69L1-4152. Đây là chiếc xe của gia đình nạn nhân đang chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 1. Ngay lập tức, các trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!